các youtuber tiktoker đồng loạt giải tán sau khi ông Thích Minh Tuệ bí mật rời đi trong đêm. Tranh án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vụ tòa án xét xử duyên trưa. Toàn cảnh vụ quán cà phê hẹn hò dùng gương nhìn lén gây phẫn nộ trên mạng. Vụ ngộ độc bánh mì gần 600 người nhập viện ở Đồng Nai, một cháu nhỏ tử vong. Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa ngày mùng 3 tháng 6, ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ, thành phố Huế cho biết, sau khi đến địa phận xã Hương Thọ vào chiều tối ngày mùng 2 tháng 6, ông Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực Di chuyển đến khu đất rừng thuộc địa phận thôn Khải Cát, xã Hương Thọ để nghỉ ngơi, đến khuya cùng ngày, ông Minh Tuệ và đoàn khất thực đã bí mật rời đi. Sau khi phát hiện sự biến mất của ông Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực, những người đi theo đoàn này đã tự động giải tán trong đêm tối, trong đó có các YouTuber, TikToker, ông Lê Văn Thìn cho hay, một số người nơi khác chạy đến nhưng do không còn thấy ông Minh Tuệ và đoàn người khất thực nên họ cũng đi về. Cũng theo ông Lê Văn Thìn, thời điểm ông Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực đến địa bàn xã Hương Thọ, có rất đông người dân hiếu kỳ và các youtuber, tiktoker đi theo. Những người này chủ yếu đến từ các địa phương khác, không có người ở xã Hương Thọ. Trước đó, khi ông Thích Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực đến địa phận Thừa Thiên Huế, số người dân đi theo đoàn ngày càng đông. Tình trạng này đã gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A qua tỉnh nhiều phương tiện đang tham gia giao thông phải dừng lại, ảnh hưởng công việc làm ăn buôn bán đi lại của người dân. Thậm chí xe cấp cứu hú còi xin đường nhưng vẫn không được nhường đường. Một số nơi, đoàn người đi theo ông Minh Tuệ đã nghỉ ngơi, xả rác, phong uế bừa bãi, gây mất vệ sinh. Đặc biệt, trong lúc đi theo ông Minh Tuệ và đoàn khất thực trên quốc lộ 1A, nhiều người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, ngất xỉu. Theo thông báo từ Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã ba lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa theo trục đường chính lên Cao Bằng Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại hiện đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này, đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường, cũng như sức khỏe nhân dân. Những ngày qua, diễn viên Angela Phương Trinh tranh cãi vì loạt phát ngôn liên quan đến vụ việc ông Thích Minh Tuệ đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập khổ hạnh đầu đà. Cụ thể, các nội dung được đăng tải dưới hình thức bài viết và video có dòng điệu gay gắt ngôn từ nặng nề mang tính kích động và mục đích quy chụp hạ thấp uy tín của một số cá nhân tổ chức angela phương trinh liên tục gọi những quan điểm trái ngược là truyền thông bẩn những người có quan điểm hành vi trái ngược là giặc cho rằng họ đang phá hoại lật đổ phật giáo trong một bài viết angela phương trinh còn chỉ trích một tôn giáo khác mỗi nội dung được đăng tải thu hút hàng nghìn lượt tương tác phần lớn người dùng mạng thể hiện cảm xúc phẫn nộ trước từng bài viết video lượng bình luận ít do Angela Phương Trinh hạn chế tương tác. Trước đó, diễn viên này cũng thường đăng các clip bài giảng của một sư thầy thu hút hàng trăm bình luận trái chiều. Ngoài ra, Angela Phương Trinh còn thường xuyên lan truyền kiến thức sai lệch hoặc không có cơ sở khoa học. Trong một bài viết, cô hướng dẫn người dùng mạng chữa ung thư bằng cách nói chuyện với khối u và niệm Phật. Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết Hai đơn vị này đã nắm được thông tin từ báo chí về những phát ngôn của diễn viên Angela Phương Trinh những ngày qua khiến dư luận phẫn nộ. Hai đơn vị sẽ trao đổi để xử lý trên góc độ chuyên môn văn hóa. Bà Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông về trường hợp tài khoản tên Angela Phương Trinh trên góc độ chuyên môn văn hóa. Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phản hồi thêm, quy định về quản lý nhà nước trên lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện Công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thuộc về ngành thông tin truyền thông. Angela Phương Trinh sinh năm 1995, tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh. Cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Kính Vạn Hoa khi mới 7 tuổi. Sau đó cô gây ấn tượng trong một số dự án khác như Mùi ngò gai, Người mẹ nhí, Thứ ba học trò, vân vân. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Angela Phương Trinh gắn liền với tai tiếng. Cô nhiều lần gây ồn ào vì diện trang phục phản cảm cùng phát ngôn gây sốc. Năm 2018 Angela Phương Trinh tuyên bố tạm rời xa giới giải trí, dành thời gian cho tu tập, gia đình và bản thân. Không hoạt động nghệ thuật, Angela Phương Trinh nhiều lần gây tranh cãi vì chia sẻ thông tin gây hoang mang. Cô từng bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về việc chữa trị COVID-19 bằng run đất vào cuối năm 2021. Đáng nói, chỉ một ngày sau khi bị xử phạt, cô tiếp tục chia sẻ bài viết có tiêu đề ung thư đầu mặt nhỏ dần nhờ dùng địa long tươi và lại Phật sám hối. Khẳng định đây là câu chuyện có thật về một người phụ nữ khỏi bệnh ung thư đầu mặt sau 4 tháng nhờ nuốt run và sám hối. Ngoài ra, Angela Phương Trinh chia sẻ về luật nhân quả gây phản cảm. Tháng 8 năm 2021, cô đăng tải câu chuyện nhân quả bẻ chân nhái về một cặp trẻ song sinh có đôi chân khuyết tật bẩm sinh do bố mẹ hành nghề bắt nhái. Để dẫn chứng, Angela Phương Trinh chia sẻ hình ảnh một cô bé khuyết tật không xác định lai lịch cùng con nhái khiến dư luận bức xúc. Lợi dụng hình ảnh một người bộ hành học tập Phật để gieo rắc những thông tin phỉ báng, công kích giáo hội Phật giáo và các nhà tu hành Phật giáo, gây mất niềm tin của nhân dân, Phật tử, phá hoại Phật Pháp, gây chia rẽ giữa các tôn giáo, chống phá chính sách tôn giáo của Đảng, nhà nước ta. Đó là những biến tướng nguy hiểm từ những ồn ào liên quan đến hiện tượng ông Thích Minh Tuệ cần phải được nhận diện và ngăn chặn. Từ chỗ là một người bộ hành thầm lặng kể từ năm 2017, ông Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội qua hình ảnh một khất sĩ đầu trần, chân đất, đắp tấm y chắp vá từ nhiều mảnh vải nhặt được và ôm ruột nồi cơm điện đi khất thực dọc theo các tuyến đường. Ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký thường trú tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai và từng là nhân viên đo đạc địa chính. Bản thân ông Tú không tự nhận mình là một vị sư, không phải là thầy và cũng không có đệ tử. Ông chỉ bộ hành để tập học theo lời dạy của Đức Phật, vừa là để rèn luyện sức khỏe. Điều khiến ông Thích Minh Tuệ gây được ấn tượng đặc biệt là ông đang tự tu theo hạnh đầu đà, một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần, có từ thời Đức Phật tại thế Ông Thích Minh Tuệ thực hành các hạnh như mặc y phấn tảo, tức áo khâu từ vài vụn nhặt được, khất thực ngày ăn một bữa, sống ngoài trời, nơi gốc cây, nghĩa địa, không ngủ nằm, không nhận tiền cúng dường. Ông không tu tập theo sự chỉ dạy của một vị bổn sư, cũng không ở một chú xứ nào cụ thể như một ngôi chùa hay am thất mà bộ hành rảy đầy mai đó và trong vài năm qua đã không gây ra bất cứ sự chú ý nào cho đến khi thông tin về sư Minh Tuệ được các tiktoker, youtuber, facebooker thổi bùng khắp các trang mạng. Hình ảnh một người bộ hành tự xưng mình là con với tất cả mọi người, từ bỏ mọi điều kiện vật chất thế gian để tập học lời Phật dạy đã gây được thiện cảm trong một bộ phận cộng đồng mạng và người dân. Trong khi cũng có những luồng ý kiến bày tỏ sự hoài nghi hoặc chê trách, phản đối pháp tu của ông. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi hình ảnh của sư Minh Tuệ xôn xao trên mạng, cũng là lúc bùng nổ một làn sóng truyền thông nhằm vào giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm vào các nhà tu hành Phật giáo và tín đồ đạo Phật. Vô số những bài đăng, các video clip được cắt, ghép, dựng, đăng tải những thông tin mang tính chất so sánh phiến diện, tiêu cực, nhằm chỉ trích, phỉ báng, làm sói mòn niềm tin, gây chia rẽ cộng đồng Phật tử và hạ uy tín Phật giáo. Luồng gió tiêu cực được thổi lên mạnh nhất, xoay quanh ý kiến rất phiến diện cho rằng, người tu sĩ phải thực hành hạnh đầu đà như ông Minh Tuệ mới là bậc chân tu, mới đúng tinh thần của Đức Phật. Không ít Facebooker, YouTuber, TikToker hay influencer, tức người có ảnh hưởng, đã tung nhiều bài đăng, nhiều video clip phỉ báng, miệt thị chư tăng ở các chùa to Phật lớn, kèm theo luận điệu rằng tu hành kiểu không chùa, không cúng dường, từ bỏ vật chất như ông Minh Tuệ mới là thanh tịnh, là chân tu. Đó thực sự là những quan điểm hoàn toàn sai lệch. Không cần phải có kiến thức uyên thâm về Phật giáo cũng biết rằng trong các vị đại đệ tử của Phật, chỉ có ngài đại ca Diếp là thực hành được hạnh đầu đà trọn vẹn. Các vị còn lại trong thập đại đệ tử như ngài Xá Lợi Phất, ngài Ananda, Ngài Upali không hành đủ 13 pháp hạnh đầu đà, nhưng đều là các bậc thánh tăng, đã chứng đắc thánh quả cao nhất A-la-hán. Bên cạnh đó, bất cứ ai đã tìm hiểu về Phật giáo ở mức căn bản nhất cũng đều biết rằng, ngay từ thời Đức Phật, Ngài đã thọ nhận và cho phép tăng đoàn sử dụng các ngôi tịnh xá nguy nga do các quốc vương, các trường giả xây cất cúng dường, mà chứng tích vẫn còn hiển hiện trên đất nước Ấn Độ cho đến tận ngày nay. Các tịnh xá là nơi Phật và chư thánh tăng giảng Pháp, tiếp nhận đồ chúng và tu tập. Tiếp nối truyền thống đó, ngày nay, các ngôi chùa, tự viện cũng là nơi tăng ni tu tập, tầm cầu giác ngộ giải thoát theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh, theo tinh thần của Phật giáo Phát Triển hay Phật giáo Đại Thừa. Với những người tu hành chân chính, chùa to hay các điều kiện vật chất khác chỉ để phục vụ cho trí nguyện hoàng pháp độ sinh và thực tế là nhiều ngôi chùa to Phật lớn, nhưng vẫn không thể đủ không gian cho Phật tử tu tập. Lại có một nghịch lý là trong xã hội ta ngày nay, nhiều người kêu ca phàn nàn về tình trạng thiếu trường học, kêu gọi xây thêm trường lớp cho học sinh, nhưng những ngôi chùa vốn là trường học tâm, trường học đạo đức, khi được xây dựng làm nơi tu học cho tăng ni Phật tử thì lại bị những thành phần chống phá phỉ bán, bôi nhọ. Không chỉ vậy, làn sóng chống phá hiện nay còn lợi dụng hình ảnh Thích Minh Tuệ để so sánh với những hình ảnh phát ngôn chưa chuẩn mực của một số ít tăng sĩ, cố tình tạo ra một sự đối lập tương phản, hồng bôi xấu, nhuộm đen cộng đồng tu sĩ Phật giáo nói chung, từ đó gây chia rẽ gây mất niềm tin đối với người dân và Phật tử. Đây là một sự so sánh nguy hiểm khi họ cố tình lấy một số ít hiện tượng, con sâu làm rầu nồi canh để đánh đồng, bôi xấu hình ảnh Phật giáo, tăng sĩ Phật giáo nước ta và còn đồng thời công kích tín đồ Phật giáo là mê muội khi nghe giảng Phật Pháp cúng dường tam bảo. Nguy hiểm hơn, lợi dụng những ồn ào về hiện tượng thích minh tuệ, các thế lực cũng nhắm tới mưu đồ chia rẽ tôn giáo với đảng, nhà nước. Một mặt để gia tăng các mâu thuẫn, hạ uy tín Phật giáo đã bịa đặt miệt thị đường hướng phục vụ đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội của giáo hội Phật giáo Việt Nam và xuyên tạc rằng đó là tinh thần lệ thuộc nhà nước của giáo hội. Mới đây, liên quan đến vụ minh tuệ, đài RFA đã không ngần ngại tung video khai thác bình luận của một cựu nhạc sĩ có tiếng đã chạy ra hải ngoại với những lời lẽ phỉ báng miệt thị giáo hội Phật giáo và nhà nước ta. Mặt khác, những tư tưởng mưu đồ chống phá đảng nhà nước ta về chính sách tôn giáo cũng bộc lộ trong vụ việc minh tuệ sau khi có thông tin cán bộ tại một địa phương ngăn cản đám đông bộ hành gây lộn xộn tại một nghĩa trang thì trang fanpage phản động việt tân đã giật tiêu đề chính quyền không cho thầy minh tuệ dừng chân qua đêm kích động nhiều bình luận chống phá việc người bộ hành thích minh tuệ tự tu học phật với những phát ngôn hành xử của ông là đúng hay sai điều đó cần được soi chiếu bằng giáo luật và pháp luật theo phản ánh trong thời gian qua, tại một số tòa quận ở thành phố Hồ Chí Minh như Tòa án Nhân dân quận Tân Phú, Tòa án Nhân dân quận 8, v.v. Vân Vân, có tình trạng khai mạc phiên tòa hình sự lúc 11, 12 giờ trưa, trễ quá xa so với lịch xét xử thông thường là 8 giờ 30 phút. Việc các phiên xét xử kéo dài xuyên trưa đã gây mệt mỏi cho nhiều người. Theo tìm hiểu, việc trích xuất bị cáo từ trại tạm giam về đến tòa để xét xử trễ là thực trạng khó khăn chung của một số tòa án hiện nay việc các tòa xử giữa trưa có nguyên nhân từ việc trích xuất phạm rất chậm do những nhà tạm giữ đang sửa chữa hoặc quá tải phải gửi phạm ở trại tạm giam trí hòa cơ sở tại huyện củ chi điều đáng mừng là việc đảm bảo cho các bị cáo bữa ăn trưa vẫn được thực hiện tốt ông trần trọng trúc phó tranh án tòa án nhân dân quận 8 cho biết từ đầu tháng 3 năm 2023 đến nay, nhà tạm giữ công an quận 8 phải tạm dừng hoạt động để xây dựng mới, nên việc tạm giữ, tạm giam bị can, bị cáo phải thực hiện tại trại tạm giam Chí Hòa, cơ sở T30 ở huyện Củ Chi. Khi trích xuất được bị cáo đến trụ sở tòa án thì thời gian đều rơi vào khung giờ từ 10 giờ đến 11 giờ các ngày. Ông Trúc nhìn nhận việc mở các phiên tòa hình sự vào khung giờ trưa thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác của tòa án. Tòa khó chủ động trong việc sắp xếp các công tác khác trong thời gian trước khi diễn ra phiên tòa, trong lúc diễn ra phiên tòa và sau khi kết thúc phiên tòa, ảnh hưởng đến việc quản lý chung của lãnh đạo của văn phòng. Ông Trúc cho biết thêm. Việc xét xử như trên đa số sẽ kéo dài xuyên giờ trưa đến giờ chiều, ảnh hưởng đến sức khỏe, tạo tâm lý mệt mỏi cho người tiến hành tố tụng, bị cáo cũng như người tham gia tố tụng khác và các cán bộ cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ phiên tòa, quản lý, giám sát các bị cáo bị tạm giam. Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Thanh Phong, Tránh án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi đã chỉ đạo tòa án các quận huyện báo cáo, tổng hợp lại tình hình rồi trao đổi với công an tìm giải pháp khắc phục. Trước đó, thực trạng tòa mở phiên tòa vào giờ nghỉ trưa được nhiều tranh án thẩm phán bày tỏ rằng do tình trạng trích xuất phạm rất chậm dẫn đến việc phải khai mạc phiên tòa vào giữa trưa. Theo ghi nhận, các phiên tòa hình sự được xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đều đảm bảo đúng thời gian ghi trên quyết định xét xử. Đặc biệt, những vụ án hình sự có nhiều bị cáo được dư luận quan tâm như vụ Vạn Thịnh Phát, Thủ Đức House, vân vân, các bị cáo đều được dẫn giải đến tòa trước 7 giờ sáng. Trong khi đó, tại một số tòa án cấp huyện như tòa án nhân dân quận 8, tòa án nhân dân quận Tân Phú, phiên tòa được khai mạc rất trễ. Một quán cà phê tọa lạc trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành tâm điểm chú ý vì mô hình kinh doanh tuy mới lạ độc đáo nhưng có chi tiết bất thường. Theo mô tả của quán, đây là mô hình quán cà phê kết hợp dịch vụ hẹn hò giấu mặt blind date khách hàng đến đây sẽ được cung cấp thông tin sơ lược về đối tượng hẹn hò và được sắp xếp ngồi ở hai căn phòng khác nhau khách hàng nam sẽ ngồi ở một căn phòng có gam màu tối gọi là phòng đen khách hàng nữ sẽ ngồi ở căn phòng đối diện có gam màu sáng gọi là phòng trắng khách hàng sẽ có thời gian trò chuyện tìm hiểu nhau mà không hề biết mặt đối phương để quyết định xem cả hai có tiến đến làm bạn hay không Khách hàng nữ khi tham gia hẹn hò giấu mặt này sẽ được miễn phí vé vào cổng cũng như nước uống để tốc. Ban đầu, mô hình này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ bởi sự mới lạ và thú vị. Tuy nhiên, khi nhiều người chỉ ra những điểm bất thường trong phương thức hoạt động, quán bắt đầu trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Đầu tiên, mặc dù là mô hình hẹn hò giấu mặt, nhưng chỉ có bên nam được giấu mặt. Loại kính ngăn cách giữa hai phòng là gương hai chiều, khách hàng nữ chỉ nhìn thấy bản thân trong gương mà không nhìn thấy khách hàng nam. Trong khi đó, khách hàng nam có thể quan sát mọi hành động của khách hàng nữ. Thứ hai, chiếc ghế của khách hàng nữ được thiết kế cao hơn so với khách hàng nam. Thứ ba, quán có quy định các khách hàng nữ được miễn phí vé vào cổng và tiền nước uống trong khi các khách hàng nam lại phải trả một khoản phí. Quán có 4 gói hẹn hò chia theo thời gian 1 giờ 3 giờ, 1 ngày 3 ngày, tương ứng với giá dịch vụ 180.000 đồng, 300.000 đồng, 500.000 đồng và 1 triệu đồng. Nhưng khách hàng nữ không phải trả tiền để mua. Một bài viết được đăng tải lên mạng xã hội trước đó đã chỉ rõ sự bất thường của quán. Quán sử dụng kính một chiều, bên nữ nhìn vào là đang soi gương nhưng bên nam hoàn toàn có thể nhìn thấy bên nữ. Đặc biệt ghế bên nam được bố trí thấp hơn hẳn và tầm nhìn đặt đúng vào phần dưới của các bạn nữ ngồi bên kia. Hãy nghĩ đến việc các bạn nữ thoải mái tự nhiên hành động mà không biết rằng chỉ cần mình hớ hênh một chút là sẽ bị nhìn thấy hết vùng nhạy cảm. Theo tìm hiểu, quán cà phê trên đã có những bài quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để chào mời khách, trong đó chủ yếu lôi kéo những cô gái trẻ kiểu biến thời gian của mình thành tiền. Trong một status đăng tải trước đó, người của quán này viết bạn đang chán và muốn có bạn tâm sự, bạn muốn có bồ, bạn muốn tìm người chung sở thích, thì tới đây còn trần chờ chi. Tiếp đó, admin của quán này trên một trang quảng bá quán đã gần như gieo vui khi viết status, mới mở quán có 3-4 ngày thôi mà có 3 cặp thành công ghép đôi rồi, kèm theo là hình ảnh chụp cảnh căn phòng ghép đôi. Gần đây, quán cũng bắt đầu có các bài đăng giới thiệu có dấu hiệu phát sinh các dịch vụ như tuyển khách nữ làm hướng dẫn viên dẫn khách nam người nước ngoài tham quan thành phố Hồ Chí Minh với chi phí 300 đến 500 ngàn đồng trên 3 giờ, hay dịch vụ cho thuê người yêu với giá 1 đến 3 triệu đồng một ngày. Trong đó, quán chỉ giới thiệu giá cả thì hai bên thương lượng. TikTok cơ có 35,4 nghìn lượt theo dõi, một trong số những người từng đăng clip giới thiệu quán cà phê này mới đây đã công khai đăng bài xin lỗi xe thừa nhận đã sai, xin lỗi mọi người gỡ clip review và tiết lộ đã liên hệ với phía quán cà phê để trả lại tiền review trước đó vì gỡ clip. Trưa ngày 2 tháng 6, Công an phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra quán cà phê trên. Tại thời điểm kiểm tra, quán không có khách, chỉ có người đại diện pháp luật là chị HTAD, sinh năm 2003, ngụ quận 12, một người nước ngoài và ba nhân viên của quán. Sau khi làm việc với đại diện của quán, cơ quan chức năng đã lập biên bản làm việc mời những người liên quan về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Hiện tại quán cà phê này đã đóng cửa, đồng thời khóa tài khoản và xóa hết các bài đăng trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Ngày 2 tháng 6, theo tin từ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu, đơn vị đã xác định được thông tin và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Đinh Xuân Trường, 22 tuổi, ngụ huyện Long Thành Đồng Nai. Trường là thanh niên có biệt danh Thánh Dược Nằm, điều khiển mô tô phóng nhanh, bốc đầu xe, nằm sấp và nằm ngửa điều khiển xe trên đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu. Hành vi của trường được các thành viên khác đi cùng quay clip, sau đó đăng tải trên mạng xã hội hôm 16 tháng 5. Theo Cảnh sát Giao thông Vũng Tàu, sau khi xuất hiện clip trên, công an đã xác minh để xử lý. Bước đầu việc xác minh gặp khó khăn khi clip không thể hiện biển số mô tô cùng người điều khiển. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Vũng Tàu phối hợp với công an Bình Dương và Đồng Nai đã làm việc với trường. Thời điểm làm việc, trường đang ở nhà tại Long Thành Đồng Nai. Qua làm việc, trường thừa nhận tối ngày 16 tháng 5 điều khiển mô tô biển kiểm soát 61 g 169993 và đi cùng một người bạn tên TDN xuống thành phố Vũng Tàu để chơi, ăn uống. Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 16 tháng 5, trường điều khiển mô tô biển kiểm soát 61 g 169993 N điều khiển mô tô biển kiểm soát 60G1238XX từ nhà tại xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, theo quốc lộ 51 đi về Vũng Tàu. Khoảng 22 giờ 30 phút, cả hai đến phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì gặp một nhóm khoảng 15 mô tô khác, không rõ nhân thân lai lịch nên tham gia vào. Nhóm này cùng đi đến thành phố Vũng Tàu theo tuyến quốc lộ 51 Võ Nguyên Giáp, 3 tháng 2. Trong quá trình đó, Trường thường xuyên điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định có thời điểm tốc độ xe lên đến 150 km một giờ, di chuyển theo nhóm đông trên làn đường dành cho ô tô. Khoảng 23 giờ, khi đến đường 3 tháng 2, thì Trường thả cả hai tay nằm người trên yên xe nhiều lần. Trong quá trình nằm trên yên xe, Trường di chuyển với tốc độ khoảng 120 km một giờ, chạy trên làn đường dành cho ô tô, lạng lách đánh võng qua nhiều xe khác. Nhóm còn lại cũng nằm sấp trên yên xe, di chuyển tương đương tốc độ của Trường. Sau đó, cả nhóm khoảng 14 người cùng nhau đến một quán ăn trên đường Lê Hồng Phong, nối dài để ăn uống trước khi quay về Đồng Nai. Việc trường chạy xe tốc độ cao, lạng lách, biểu diễn nhiều hành vi nguy hiểm như trên, được người trong nhóm đi cùng quay lại và đưa lên mạng. Tại buổi làm việc, trường thừa nhận hành vi vi phạm với những hành vi như buông cả hai tay khi đang điều khiển mô tô, dùng chân điều khiển xe, nằm trên yên điều khiển xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có bảo hiểm bắt buộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố vũng tàu đã tạm giữ mô tô và bằng lái của trường để xử lý theo quy định theo tìm hiểu thời gian qua xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về tour lầu cá đuối đây là tiếng lóng nhiều thành viên trong fanpage có nhiều thanh niên đam mê tốc độ đặt ra để thông báo cho nhau biết tụ tập lên kế hoạch từ các địa phương khác đến thành phố vũng tàu tìm cách tổ chức đua xe trình diễn công an các địa phương trong tỉnh bà địa vũng tàu đã lập kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm tra xử lý ngăn chặn triệt đề các hành vi vi phạm Đồng thời xử lý phạt nguội các vụ việc vi phạm từ hình ảnh, clip thông tin trên mạng xã hội. Liên quan đến vụ ngộ độc bánh mì gần 600 người nhập viện ở Đồng Nai, bệnh nhi TGH được chuyển từ bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai lên bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị từ trưa ngày 4 tháng 5. Đây là trường hợp diễn tiến nặng nhất trong vụ ngộ độc bánh mì tập thể ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngừng thở do sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa trên nền thể trạng béo phì. Các chuyên gia hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Nhi đồng 1 đã trực tiếp xuống bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để hỗ trợ hội trần, tiến hành lọc máu để cố gắng kiểm soát tình trạng nhiễm trùng cho trẻ. Tuy nhiên, cháu vẫn rơi vào nguy kịch được chuyển lên tuyến trên. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Nhi đồng 1, cháu được lọc máu, thở máy và dùng thuốc vận mạch để trợ tim nhưng vẫn tiên lượng nặng. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhi đã không qua khỏi. Trước đó, vụ ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai khiến gần 600 trường hợp phải nhập viện. Kết quả kiểm nghiệm do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Các mẫu thực phẩm như pate, thịt lợn đã qua chế biến, trà lụa, dưa muối phát hiện vi khuẩn Salmonella. Do đó, Sở Y tế Đồng Nai kết luận nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến vi khuẩn Salmonella.